Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với Trung Nguyên TV. Hôm nay chủ đề mình làm ấy là vì nhiều bạn nhắn tin hỏi nuôi cá làm sao cho nó mau lớn này. Nuôi cá thì nên cho ăn thức ăn loại nào này. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ làm video để trả lời cho các bạn nhé. Vì nhắn tin trả lời nó rất là dài dòng và nhiều người hỏi. Tốt nhất là mình cũng làm một cái video tổng hợp như thế này để mọi người cùng xem, cùng chia sẻ kinh nghiệm với nhau nhé các bạn. Tất cả mọi thứ là dựa trên cái kinh nghiệm của bản thân mình thôi. Đấy, còn cũng có rất nhiều các pro khác cũng có kinh nghiệm khác chẳng hạn, như đấy thì đấy mình phải nói luôn, bởi vì nếu mình nói có gì sai ấy thì các bạn lại đá xoáy mình chẳng hạn. Thế tốt nhất mình cứ bảo đây là dựa theo ý kiến của cái kinh nghiệm của bản thân mình. Ok. Thì trước tiên là nuôi cá làm sao cho mau lớn trước nhé. Cái thứ nhất là các bạn phải đáp ứng được cái gọi là cái tiêu chuẩn về cái môi trường sống của nó thì nó mới mau lớn được. Sau đó thì mới đến là lượng thức ăn, cái môi trường sống tiêu chuẩn nó là như thế nào. Bởi vì tất cả cá của bọn bên mình ấy, nghe nghe ở bên Nhật cũng thế, khi mà họ bắt đầu họ nuôi vỗ cho lớn, lớn nhanh, lớn size to, tất cả đều vứt ra ao hết. Đấy các bạn xem video họ thu hoạch cá thế thôi, bên Nhật thế, đều vứt ra ao, vỗ mới lớn được, lớn rất là nhanh luôn. Đây là cũng không, thỉnh thoảng ngày có một người ra cho ăn thôi, chẳng hạn thế, không cần phải cho ăn liên tục vì môi trường ao thì nó rất là nó rộng này, sâu này. Có cái hồ nó sâu hẳn 2-3 mét là chuyện bình thường. Và lại cần phải có một cái hệ sinh thái, môi trường, thức ăn tự nhiên nó rất là nhiều các bạn nhé. Đấy là để lớn nhanh nhất. Đó là môi trường. Đấy, từ cái đấy mình rút lại là hồ nó phải thật là rộng, thật là sâu. Đấy, và thức ăn tự nhiên phong phú nó sẽ là lớn nhanh nhất. Còn bên cạnh đó thì các bạn thì hầu như cái đấy là rất nhiều, rất ít người có thể làm được. Nhưng mà đang nói về cái môi trường sống nhân tạo, đó là môi trường hồ nuôi, thì cá koi ấy, nó sống ấy, nó sẽ thích hợp với môi trường sống của nó. Có nghĩa là các bạn nhốt đấy nhá, cá koi nó có thể lớn lên size 50-60 thì trong vòng 2 năm thôi các bạn. Nếu môi trường ao thì các bạn nuôi ở bể kính chẳng hạn như thế này, thì các bạn nuôi cả 3 năm sau ấy, nó có khi size 20 thì cùng lắm lên được size 25 hay là 30 là cùng. Tại vì sao như thế? Tại vì cá koi ấy, nó sẽ sống theo kiểu là nó tự thích nghi với cái môi trường sống của nó. Nó không thể phát triển lớn để mà nó quá khổ với cái môi trường sống của nó thì nó sẽ tự hại nó thôi. Nên là tự bản thân nó sẽ tự kìm hãm lại cái sự phát triển của nó. Còn các bạn muốn nó vẫn kích thích nó lớn lên thì các bạn lại phải dựa vào nguồn thức ăn để kích thích nó lớn lên. Đấy. Thì tất cả từ hồ cá koi, hồ xây thì thôi. Cái môi trường tối thiểu của nó nhất là các bạn nuôi hồ sâu là 80 phân, đấy là tiêu chuẩn là tối thiểu. Và các bạn càng sâu càng tốt, sâu 1 mét đến 1,5 mét, 2 mét thì cả 3 mét càng tốt, nhưng mà 3 đến tầm 2 mét là không ai làm rồi. Ít người lắm, chỉ đến độ 1,5 mét, 1 mét đến 1,5 mét là đa số nhất. Thì thế cũng là ok rồi. Càng sâu càng tốt các bạn nhé, mà càng rộng càng tốt. Mà các bạn muốn lớn nhanh thì các bạn nuôi thưa thôi, nuôi mau thì không lớn nhanh đâu. Nuôi mau thì mặt độ dày ấy. Thì đấy, mình đang ví dụ là cái bể kính đấy thì nó tự thích nghi với môi trường sống của nó thôi. Và bên cạnh đó ấy, các bạn muốn lớn nhanh thì bắt đầu lại thôi thúc cái nguồn thức ăn. Muốn lớn nhanh thì lại cho ăn nhiều, mà cho ăn nhiều thì nước lại ô nhiễm, ô nhiễm với cá này bệnh. Nên là cái then chốt của nó lại là cái hệ thống lọc của nó phải thật là tốt các bạn nhé, lại thật tốt và lại thường xuyên lại thay nước vệ sinh lọc ở kia để mình vỗ thức ăn nhiều vào. Như các bạn mỗi một ngày các bạn đổ 1 cân thức ăn vào đấy thì không khác gì các bạn cũng cá sẽ thải ra đúng 1 cân phân cho các bạn thôi. Như các bạn nhìn 1 cân cái lượng thức ăn nó nhiều như nào thì đổ thẳng vào bể, nó hòa tan vào bể như thế, rất là bẩn, bẩn ô nhiễm vi sinh thì cũng phải bổ sung liên tục để cho nó xử lý được cái chất thải cá ra. Và cái phân cá mình cũng phải làm sao mình phải
tóm lại là hệ thống lọc của bạn phải chuẩn thì mới vỗ cá lớn nhanh được. Nên là đấy, mình các clip của mình luôn liên quan đến nhau, nhưng mà mình vẫn luôn cái để nói cho các bạn về cái hệ thống lọc phải là chuẩn. Muốn cá khỏe, muốn cá lớn như nào vẫn nó phụ thuộc với lọc hết. Cái lọc nó ví như cái trái tim của bể cá các bạn. Các bạn lọc kém thì làm sao mà nuôi cá khỏe, cá nó chưa khỏe được thì làm sao mà lớn được, đúng không? Đấy, còn vấn đề tiếp theo các bạn cho ăn cám gì? Cái cám ấy, trên thị trường có rất rất nhiều các loại cám các bạn. Nhưng mà mình cũng không thể nào ép các bạn là phải dùng cám này hay ép các bạn phải dùng cám kia. Cái đấy không ép được. Hoặc là đấy là mình chỉ là khuyên các bạn, vì nó phụ thuộc ở cái gì, nó phụ thuộc rất nhiều cái túi các bạn, nó dày hay là mỏng các bạn. Giờ điều kiện kinh tế nó hạn hẹp đúng không? Đến hồ còn đầu tư còn chưa hết cỡ. Đấy, thì làm sao có thể đầu tư thêm cám xịn được, đúng không? Thế là cám thì để mà lớn nhanh ấy, ăn cám khô là một chuyện rồi, nhưng các bạn vẫn phải bổ sung thêm các loại như vitamin C, các loại vitamin hoặc là trái cây, rau củ quả, xem loại gì nó ăn được các bạn để thử cho nó ăn, bởi vì có con nó ăn con không. Thì các bạn đồ mềm ấy các bạn thử. Cái mình thì mình có thể cho nó ăn dưa hấu rồi này, ăn thanh long rồi này, ăn rau xà lách rồi này, rau muống chẳng hạn, để thử nên nó thích ăn cái gì, đàn của các bạn nó thích ăn cái gì thì các bạn bổ sung thêm là nó tươi mát mát ruột. Mà cứ ăn khô thì các bạn bổ sung thêm các loại vitamin, loại dạng nước nhỏ thêm vào trộn với thức ăn chẳng hạn này, với lại thêm vào cả men tiêu hóa nữa đấy, và thỉnh thoảng lại phải tẩy giun sán cho nó nữa thì nó mới phát triển hết cỡ được. Chứ còn ăn nguyên thức ăn khô không thì khác gì bảo các bạn ăn nguyên mì tôm, đúng không? Ăn mì tôm không suốt ngày làm sao lớn được. Ăn thêm kể cả thêm mấy miếng xúc xích vào trộn nước mì tôm chẳng hạn cũng không lớn được. Đấy, nó phải đủ dưỡng chất cho cá thì nó mới lớn được. Còn giờ lại đi sâu thêm vào cám. Cám thì bên trên thị trường có rất nhiều cám. Thì cám loại rẻ nhất thì cám trong cái bao 25 cân to đấy thì bán lẻ 40-50 nghìn một cân. Hoặc như trong Sài Gòn hay bán cái loại Estella gì đấy thì nó sẽ độ đạm nó cao, cao nhưng mà sẽ đắt hơn một tí. Còn đấy là cám cân, mà đối với các bạn mà điều kiện kinh tế thấp thì các bạn dùng loại đấy, thì đa số nhiều người dùng loại đấy và nhiều người nuôi thì vẫn lớn. Nó thực sự là cái nuôi cá này nó do cái tay nuôi mát hay không nữa các bạn. Có người nuôi á, họ nuôi rất là đơn giản nhưng mà cảm thấy cá nó lớn nhanh lắm. Thực sự luôn, khách của mình cũng đến mình xem rồi, có những người chăm tốt mấy thì cũng chả lớn được, là do cái tay nuôi các bạn. Còn cám thì đấy là các bạn bình dân, các bạn cho ăn cám đấy và các bạn bổ sung thêm các loại vitamin dưỡng chất cho nó. Cái còn là muốn loại đắt hơn thì trên thị trường bán chạy nhất, trên thị trường một nổi tiếng nhất đó là cám Satura, thì nó ở mức tầm trung, gói của nó là 2,5 cân một gói, và giá trên thị trường quân bình dao động là 250 một gói, tức là 100.000 một cân. Đây cái gói đằng sau mình này, đấy nó đỏ đây này. Đấy các bạn, đấy là Sakura nhé. Đấy là 2,5 cân, cái đấy là cho ăn, nó là thức ăn cân bằng. Cân bằng có nghĩa là nó sẽ tổng hợp đủ với dưỡng chất cho cá. Đấy, nó không thiên về tăng trưởng hay là thiên về tăng màu. Còn cái gói mà xanh xanh ở bên cạnh ấy, đây là mình chỉ giới thiệu như cái cám mà nhà mình bán thôi các bạn nhé. Còn trên thị trường có nhiều loại lắm. Đây cái cám này, cho ăn loại này cũng tốt, độ đạm cũng cao, 36% đạm này. Và nó có thêm tảo để giúp tăng màu cho cá này. Là gói nhỏ, có 1 cân 1 thôi. Đây, có thêm thành phần tảo gì này để giúp tăng màu ấy. Đây, màu sắc tăng nhanh lên. Và giá nó cũng phải chăng thôi, không phải là đắt để so với dòng cám tăng màu. Thì nó giá nó cũng chỉ là có 120.000 một cân. À, một gói này, một cân. Còn bên cạnh đấy là sang cái dòng người ta gọi là dòng nó đắt tiền hơn một chút. Nó đắt thì tính ra loại này nó vẫn là ngang ngang loại kia rồi. Nhưng tại vì sao loại kia nó là đắt tiền? Bởi vì nó chỉ chênh nhau có khoảng
10.000 một cân thôi, nhưng mà vấn đề là cái gói của nó từ 5 cân đến 10 cân một gói, chứ nó không có gói nhỏ như này. Nên là nói là nó đắt là đúng. Đây sang dòng Aqua Master đây các bạn. Đây như gói này là gói 10 cân này. Đấy, 10 cân các bạn đã đến hơn triệu rồi đúng không? Đây là gói này là 2 grow, tức là nó là dòng siêu tăng trưởng. Thì các bạn muốn cá mình lớn nhanh thì cho ăn dòng này thì là chuẩn nhất rồi. Đó là dòng siêu tăng trưởng rồi. Còn bên cạnh đó thì kia cái nhà mình còn rất nhiều các thùng kia, nhưng mà mình không bày ở đây, bày nó chật nó nặng lắm. Thì khách đến mua mình bóc ra luôn. Thì cái loại mà không có chữ 2 này nói là có chữ grow không ấy thì nó sẽ có bao 5 cân. Bao 5 cân. Thì grow này thì nghĩa là siêu tăng trưởng rồi, còn không có ấy, thì nó sẽ là dòng tăng trưởng thường thôi. Đấy, thì loại đấy cũng bán rất là chạy thì có bao 5 cân. Và một dòng nữa của nó lại là cái bao này nó màu đỏ, à cái chữ viền này nó màu đỏ có chữ color ấy, màu đỏ ấy, thì nó là dòng tăng màu. Tăng màu thì nó đắt nhất rồi trong cái dòng đấy. Là tăng màu. Thì nhiều người cho ăn thì người ta sẽ kết hợp với các loại cá với nhau các bạn. Ví dụ như là người ta nuôi cá xịn chẳng hạn thì người ta mua một gói này và loại với lại một gói kia, gói tăng màu ấy, một gói hoặc hai gói, người ta sẽ trộn đều lẫn với nhau thì vừa siêu tăng trưởng vừa tăng màu, nuôi thế là quá ok luôn các bạn. Còn loại này cũng thế, nếu nhiều người mà muốn trộn lẫn vừa tăng màu này lại còn vừa cân bằng này thì có thể trộn lẫn hai loại. Còn nhiều người ở cái mức tầm giữa giữa một tí nữa thì người ta lại mua loại này, xong lại mua thêm cái loại mà cám cân nữa để trộn lẫn với nhau. Đấy, đây là cũng có rất nhiều người cho ăn. Người ta thừa biết là cho ăn cám như thế nào rồi, nhưng mà cái túi tiền người ta không cho phép các bạn. Nó có cái để chi phí cho cá nó có giới hạn thôi. Còn những người mà thực sự đam mê, thực sự yêu cá thì cái đấy không tiếc rồi, đầu tư ngay. Còn những đại gia thì sẽ đầu tư ngay. Thì đấy, mình làm video thì mình sẽ nói cho các bạn về từ những gọi là rất nhiều học sinh sinh viên đã tập chơi rồi đến tầng lớp gọi là đại gia. Đấy, đấy là các loại cám nhà mình bán nhé các bạn. Còn trên thị trường còn Rio Real các kiểu mấy cám Trung Quốc về nhiều lắm, và mình chỉ bán những dòng thông dụng nhất thôi. Bán nhiều tràn lan quá thì chả biết giới thiệu cho khách mua loại gì. Giá tiền thì nó tầm tầm đấy. Đấy, chị bán loại nào mà nổi tiếng và thông dụng nhất các bạn. Đấy, còn vấn đề mà các bạn khi kết hợp vừa cám này, vừa cho ăn thêm thức ăn tự nhiên này, bổ sung vitamin cho cá này, với kết hợp với môi trường sống của cá nó phải tốt, chuẩn. Tiêu chuẩn của cá nhiều khi còn một khối nuôi một con thôi các bạn. Thế thì nó mới lớn ác được. Ngày một khối đã cho chục con thì làm sao mà lớn nhanh được. Thế là nhiều người vỗ cho cá lớn ấy thì đấy, dùng cái dòng siêu tăng trưởng rồi đấy mới lại tăng màu. Tăng màu thì mình có thể sau này lớn lên mình cho ăn sau cũng được, còn bé thì chứ làm sao vỗ cho lớn đã. Thì cá lớn nhanh nhất ở cái tuổi nó tầm bé bé thôi, còn khi nó to rồi đến size tầm 40-50 chẳng hạn thì nó sẽ lớn, thì trứng lại chậm lại các bạn. Nên là lúc nó bé mà nó đang phát triển nhất thì các bạn nên vỗ cho cá lớn. Còn nhiều bạn cũng cho ăn thêm cái cá coi nó ăn tạp các bạn, ăn cả thịt nhá. Ví dụ như cá tôm tép rước gì nhỏ ấy, các bạn cắt ra cho vào ăn hết, ăn ác luôn. Cá mồi, cá nhỏ vừa mồm thả vào, cá coi dồn đuổi như cá rồng ăn luôn. Nếu mà thỉnh thoảng có những nguồn thức ăn như thế thì các bạn bổ sung cho cá cũng rất là tốt, bổ sung thêm đạm, canxi. Đấy. Còn những cái gì nữa nhỉ? Còn các loại vitamin C các bạn nên bổ sung để nó vitamin C phòng bệnh cho cá các bạn. Còn một số loại thuốc để phòng bệnh cho cá thì cái video trước mình đã nói rồi đấy. Thứ nhất là tẩy giun sán cho cá định kỳ, phòng
3 tháng tẩy một lần thì là tốt. Thì ok các bạn, có gì thắc mắc thì các bạn cứ comment bên dưới nhé. Mình để lại số điện thoại này, cả Facebook của mình luôn. Facebook các bạn gõ số điện thoại của mình vào là ra rồi. Thầy tên là Trung Nguyên các bạn nhé. Thì các bạn có gì thắc mắc thì cứ hỏi mình. Chứ còn giờ mình cũng hết cười để nói rồi, không nghĩ được ra nữa. Thì nhiều khi các bạn phải hỏi ấy, thì mình sẽ nghĩ được ra. Còn nhiều khi mà ngồi nói như thế này, gọi là nói một mình đấy các bạn, nó nghĩ được cái gì nói cái đấy thôi. Nên là các bạn còn gì thắc mắc thì các bạn cứ hỏi mình nhé. Ok, cho mình kết thúc video tại đây thôi các bạn. Các bạn thấy video mình hay thì đừng tiếc một like, bấm đăng ký và bấm chuông thông báo bên cạnh để ủng hộ mình nhé, để nhận được những video mới nhất các bạn nhé. Ok, bye bye.